Sao chị lại sợ là người ta phát hiện mình hẹn hò? Đúng là đồ trẻ con. Chị sợ người ta phát hiện là em đang lái máy bay bà già đúng không? Anh nghĩ không có gì phải sợ hết. Anh là trai tân, còn em là gái ly dị đã lâu rồi. Cô Dương Hà Linh. Dạ có tôi. Cô là ai? Là ai? Anh Chi à? Đừng đi. Đừng đi mà Annabelle. Chẳng phải bà hứa với tôi chờ bà hết hôm nay thôi hả? Tôi cứ nghĩ bà phải là người chủ động để nói với Nam Phong chứ. Nam Phong cũng phát hiện ra rồi. Tôi còn nói hay là không nói thì cũng... Mình biết là sẽ chẳng thể nào bù đắp nổi những lỗi lầm mà mình gây ra. Nhưng mình vẫn muốn xin lỗi. Anh Chi mà Phong thích chỉ có một mà thôi. Tôi cũng không muốn mọi người biết chúng ta là bạn học cũ. Chị chỉ coi tụi mình là bạn cũ thôi sao?